Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tách hạt dâu tây mà vẫn còn quả để ăn nha. Thì cái dâu tây này là mình mua ở hồi sáng, nhưng mà mình để trong tủ lạnh ấy. Đây là nó hơi kiểu hơi bị thâm ấy. Bây giờ mình tách vỏ nha các bạn nha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái lạ, một quả dâu tây này. Các bạn gọi từ vặt cái cuộn đi, mà gọi từ từ cái cuộn này xuống. Xong là để lên. Xong là cái vỏ này các bạn phơi lên nắng khoảng 2-3 ngày rồi nó khô rồi thì các bạn tách hạt nó dễ. Tách cái này nó nhanh. Mà các bạn dùng bằng nào ấy thì nó không, nghĩa là nó mỏng hơn là các bạn lấy dao gọt. Cái này của mình hơi bị cùn nên là mình phải cháy dây. Cái này, cái lõi nước quả này các bạn ăn được nhé.
Đây nha các bạn nhé, thì mình đã tách hết ra như này rồi. Bây giờ mình phơi nha các bạn nhé. Mình phơi nắng khoảng 2-3 ngày, cái vỏ này nó khô rồi mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé.